Hơn 30 năm qua, bà Bùi Thị Bích Nga, 57 tuổi, ở tổ 2 Phước Trung, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vẫn miệt mài tỉ mỉ với công việc làm những chiếc đèn lồng truyền thống mỗi dịp Trung Thu về. Tính ra đến giờ này ở Nha Trang là được 29 năm. Thì thực ra cái nghề này thì nó không có giảm giàu được đâu. Tại vì thủ công hết. Thế nhưng mà thôi thì thứ nhất là cũng vì đam mê. Đam mê thì là làm xong rồi nó thành quen rồi, thế thôi, cứ thích thế đó. Nghề này thì cũng là cái ở quê của ông chồng ấy, ở Quốc Oai Hà Nội. Là nghề của Hà Tây ngày xưa đấy. Thế là xong vào xong nghĩ ra thì thôi thì cứ phát triển thôi. Thế đầu tiên thì làm ít xong rồi cứ thấy nói chung là mình làm mình lại không giống ở ai ở đây cả. Đấy, xong rồi nhiên hay thấy cái của mình nó cứ phát triển lên nên bán được, thế là cứ tăng dần. Với vậy cái ông sao này ấy, thì nó lại không bao giờ nó đủ hàng bán. Thế là cuối cùng gói gọn lại một thứ thôi. Bà Nga cho biết mọi nguyên liệu để làm đèn lồng đều được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Quy trình làm đèn lồng khá phức tạp, nhưng quen rồi, từng việc thực hiện khá đơn giản. Người làm chỉ cần nắm cơ bản 3 công đoạn, chẻ tre, nứa, tạo khung, dán giấy và vẽ trang trí là có thể hoàn thành một chiếc lồng đèn. Chứ ngày xưa thì nó chưa, cái công đoạn của nó thì cũng chỉ là bằng tay hết. Sau này là bắt đầu mình muốn làm nhiều lên thì mình dùng con lăn để cho nó nhanh. Đây là cầm cái chổi, bởi vì thời gian đấy làm ít thì bắt đầu chỉ có dùng chổi. Sau này làm nhiều lên thì là dùng cái này thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Cứ mỗi mùa Tết Trung Thu, lồng đèn truyền thống ít dần, mà thay vào đó là những chiếc đèn lồng điện tử làm bằng nhựa. Số lượng lồng đèn bà Nga làm cũng vì thế mà giảm dần theo từng năm. Trung bình, mỗi mùa Trung Thu, gia đình bà Nga hoàn thành trên dưới 200 chiếc lồng đèn ông sao và lồng đèn lớn. Những chiếc lồng đèn lớn nhỏ, bà tự làm đều có giá dao động từ 16 đến 20 ngàn đồng. Bây giờ thì xã hội ngày càng phát triển, thì các gia nói chung là rất là nhiều cái lồng đèn pin, lồng đèn hiện đại nó xâm nhập vào Việt Nam ấy. Thế nhưng mà cô vẫn muốn giữ cái nét đẹp truyền thống của ông cha, giữ lại để sau này nó không bị mai một đi ấy. Mà vừa chơi nó lại vừa bình dân vừa an toàn, chơi nó không bị ảnh hưởng cái gì, mà hai là lưu giữ được cái nét của ngày xưa từ xưa. Cô cũng rất là muốn truyền cho ai muốn học cái nghề này, sẵn sàng cô truyền lại thật ấy, không rất là nhiệt tình luôn ấy, chỉ bảo nhiệt tình cho các điều các bạn người nào đó làm mà nhận được cái công việc này thì muốn làm thật sự phải có tâm, bởi vì những cái hàng của cô á, ai người ta mua của cô rồi người ta bán rồi người ta dùng, người ta phải biết là có thể các cháu nhá, nếu chơi năm nay có giữ được sang năm vẫn chơi lại được thoải mái, không bị mọt, không bị gì hết, cô đảm bảo được. Thế cho nên cô đặt tâm huyết vào cái lồng đèn của cô, như nhìn cái hàng của cô là người ta biết là người có tâm làm như này. Tết Trung Thu không thể vắng bóng những chiếc đèn lồng ông sao, cá chép truyền thống, những biểu tượng tạo nên giá trị văn hóa không thể phai mờ. Giữa sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại, việc tồn tại một gia đình làm đèn lồng truyền thống như bà Nga, hoàn toàn bằng thủ công, như một điểm nhấn, không chỉ để trẻ em, mà cả người lớn đều có thể tìm về một phần ký ức của tuổi thơ, nơi những hình ảnh gắn liền với câu hát, đèn ông sao với đèn cá chép, được gợi nhớ trong mỗi con người.